Đứng cạnh Ngọc Trinh đẹp như công chúa, Diệu Nhi mặc nhầm váy bầu, da kém hẳn vài tông. Ngọc Trinh dìm tới bến những người đứng cạnh mình, và Diệu Nhi không phải là nạn nhân duy nhất. Ngọc Trinh Diệu Nhi là cặp chị em thân thiết mới của showbiz Việt vì cùng tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh. Cả hai đang tích cực đồng hành trong nhiều sự kiện quảng bá dự án. Xuất hiện bên cạnh nữ hoàng nội y ác hẳn là một áp lực lớn đối với bất kỳ đại mỹ nhân nào, chứ đừng nói đến Diệu Nhi. Tuy nhiên, nhờ tính cách tương tự, vô tư, thoải mái, thương hiệu nên chắc chắn bạn gái anh Tú chẳng màng đến việc sợ xấu, sợ lép vế bên đàn chị. Có lẽ vì vậy mà trong buổi vừa qua, nữ diễn viên chỉ chọn một chiếc váy hoa dáng baby doll, hao hao đầm bầu, Diệu Nhi trông giản dị đến xuề xòa, trong khi Ngọc Trinh làm tóc xoăn nhẹ, trang điểm cầu kỳ, mặc váy xòe hở ngực, hệt như một nàng công chúa. Sự chênh lệch ngoại hình giữa Diệu Nhi và Ngọc Trinh trong sự kiện vừa qua cũng là váy hoa, nhưng mỗi người một vẻ. Ngọc Trinh chiếm hết spotlight của đàn em, dù sao đi nữa Diệu Nhi cũng chẳng buồn để tâm, vẫn giao lưu nhiệt tình với khán giả. Ngọc Trinh chưa bao giờ khiến người ta thất vọng về nhan sắc. Một bình luận nhắc nhở Diệu Nhi nên châu chút hơn. Bà Nhi ăn mặc kiểu gì vậy á? Trinh đã đẹp thì Nhi cũng đừng để bản thân bị dìm hàng vì quần áo vậy chứ. Thật khó để tìm được một khoảnh khắc dìm hàng Ngọc Trinh. Loạt ảnh bộ đôi, nữ diễn viên bên ekip. Diệu Nhi có vẻ rất ưng họa tiết này. Sự kiện trước cô cũng chọn một chiếc áo hoa y hệt nhưng mặc với quần, trong khi Ngọc Trinh lại chọn váy hai dây ấn tượng hơn. Cận cảnh vẻ đẹp búp bê của Ngọc Trinh ở tuổi 30, dìm đến chìm bất cứ ai, muốn nể cũng không được. Thực chất Diệu Nhi đang ngày càng xinh đẹp hơn chứ không hề thua kém Ngọc Trinh quá nhiều. Nếu lựa chọn phong cách tương đồng, cả hai đều tỏa sáng ngang nhau. Ngọc Trinh bước làm quá chưa chắc đã có thể lấn át đàn em. Thần thái mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10 trong bộ ảnh mới chụp.